Vâng, xin chào các bạn, mình là Thuận Quang đây. Tiếp tục quay trở lại với video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho bạn một cái chủ đề về Autoclip, hướng dẫn và review những cái clip hiệu quả trong cái công việc của mình. Thế thì trước khi vào cái chủ đề ngày hôm nay thì mình xin được gửi lời chúc đến toàn thể các bạn đã theo dõi video của mình cũng như là đã ủng hộ những cái video mình đã sản xuất ra trong suốt cái quãng thời gian vừa rồi. Đó, rất là cảm ơn các bạn. Và cũng là chúc các bạn luôn là một ngày làm việc thật là hiệu quả và thật là năng lượng để chúng ta hoàn thành tốt cái công việc của mình. Thế thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ mang đến bạn cái clip, đó là clip cắt chân đi. Nhiều bạn chắc là đang đến đây, nhiều bạn đã nghĩ rằng là cái clip này nó dùng rất phổ biến rồi và dùng rất đơn giản đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình có theo dõi trên các cái diễn đàn về AutoCAD cũng như trang web về AutoCAD ấy, thì nhiều bạn mới, thành viên mới tham gia thì bạn còn rất là nhiều bỡ ngỡ và chưa biết là cách sử dụng nó như nào, tính năng ra sao và cái kết quả nó mang lại những gì. Đó, thế thì hôm nay mình sẽ mang đến clip này và hướng dẫn review trực tiếp dành cho bạn để bạn có một cái trải nghiệm mới và một cái cách làm, cách thực hiện áp dụng vào công việc của mình thật là dễ dàng và linh hoạt. Ở trên đây là cái phần mềm AutoCAD 2018 sử dụng và một bản vẽ về chung cư, nhà cao tầng. Ở đây mình có cái bản vẽ mình mở ra thì đã đi các thứ họ đã làm rất là đầy đủ rồi và các bạn thấy là đi nó rất là vuông vắn rồi chưa? Họ cắt rất là thẳng và đều, rất là đẹp như này, nó không bị dài và không bị ngắn quá, thì nó khi mà in ra thì cái tính thẩm mỹ của nó rất là đẹp và nhìn nó được chuyên nghiệp đúng không ạ? Thì các bạn làm sao để chúng ta có được cái đi như thế này thì chúng ta sẽ phải cắt cái chân đi của nó để nó được bằng hàng loạt như này đó. Còn nếu mà mới đầu bạn làm ra, các bạn đi có thể là đi nó bị dài ngắn cái chân như này. Ở đây mình kéo là minh họa nhá. Nó bị dài ngắn như này và nó rất là xấu. Không phải xấu đâu mà rất rất xấu ấy các bạn. In ra các bạn nhìn thấy được cái độ xấu của nó. Nhìn đến CAD có thể các bạn nhìn thấy chấp nhận được. Nhưng mà khi in ra nét nó đậm nhạt, nó thể hiện rất là rõ ở trên một cái tờ giấy, mặt giấy. Được chưa? Cái xấu như này rồi thì thế thì để mà làm đẹp được như cái bản vẽ họ đang dùng ở trên đây, đây là một bản vẽ mình sưu tầm thôi. Thế làm sao để cho nó bằng tiền hết giống như là cái kết quả mà trước khi mình vừa mới chỉnh sửa ở đây, được chưa? Các bạn loát clip này vào. Loát clip thì mình đã hướng dẫn trong rất nhiều video trước là có hai cách. Cách số 1 là nhanh gọn nhất là bạn kéo thả trực tiếp cái môi trường làm việc, được chưa? Đó, đây là cách mình hay dùng. Kéo thả ở đây mình kéo thả rồi, còn nếu bạn nào kéo thả mà nó hỏi ra cái bảng gì chọn loát hay không loát ấy, thì bạn chọn vào cái kiểm loát là nhấp ok là xong, được chưa? Ở đây mình loát thành công là nó báo đây là loát thành công rồi, lệnh là CD này. Cách truyền thống các bạn hay dùng là gõ lệnh AP đúng không ạ? Upload đúng không ạ? Và tìm đến cái thư mục mà chứa cái clip đó, bạn nhấn vào loát ở đây. Cũng ok thôi. À, thì cũng thành công. Thì sau khi loát được thành công cái lệnh này vào thì bạn sẽ gõ lệnh CD như một lệnh bình thường. Được chưa? CD. Nếu không loát thành công thì bạn gõ ra nó sẽ không có cái lệnh hiển thị như thế này. Đó, còn ở đây mình đã loát thành công rồi. Bạn gõ CD này. Đấy, gõ CD xong thì bạn sẽ quét chọn qua toàn bộ cái hàng đi mà bạn muốn 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 cắt, được chưa? Hãy ghi nhớ là chỉ quét bạn chọn qua một hàng nhé, các bạn đừng có quét chọn xong xong là cả hàng cả cột như này, cắt nó sẽ bị loạn, được chưa? Cắt nó bị loạn như này, tất cả đều dài ra như vậy rất là xấu. Thế thì để mà làm thì bạn sẽ quét chọn qua một hàng, các bạn có thể quét chọn qua, nếu các bạn để tất cả bản vẽ thẳng hàng với nhau thì bạn phải quét như này, được chưa? Đấy, vì ví dụ 1, 2, 3, 4 này, còn các bạn có thể quét nhiều hơn, quét một hàng thôi, đừng quét cả cột vào. Tại đây các bạn sẽ kích úp vào đây, à, kích kích một một cái, chọn vị trí cắt vào đây, được chưa? Tất cả nó sẽ thẳng hàng, thẳng hàng, được chưa? Khi bạn quét nhiều bản vẽ thì các bạn phải chắc chắn một điều rằng là các bản vẽ này nó đều các cái trục nó được đều được nằm gì cố định và thẳng hàng với nhau nhé, thì cắt nó mới đều nhau được, nếu không thì bản vẽ nọ bản vẽ kia nó sẽ bị sai lầm, được chưa? Ở đây mình sẽ làm lại chi tiết một bản vẽ này, một bản vẽ thôi, mình gõ lệnh CD. Có thể cắt cái cột này đi, cái chân nó đang bị dài này đúng không ạ? Bên CD này, tại đây nó bảo là gì, lựa chọn object, ok mình lựa chọn cái độ object là cái hàng này rồi. Các bạn có thể lựa chọn sang các đối tượng khác bị chớm vào cũng không vấn đề gì nhá, bởi vì nó chỉ có tác dụng cho dim thôi, các bạn hoàn toàn yên tâm. Thế quét xong rồi bạn ấn cách để chuyển sang bước tiếp theo, nó bảo là gì, hãy lựa chọn vị trí cắt này, ạ? Lựa chọn vị trí cắt đó, bạn sẽ bật cái chữ bắt điểm F3 lên, là bật chữ bắt điểm lên và bắt được một điểm bạn muốn cắt, ví dụ ở đây mình cắt muốn cắt đến đây, chọn vị trí này tích, thì tất cả những cái dim mà bạn chọn nó sẽ được cắt, được chưa? Rất là thẳng hàng và rất là đẹp, rất là tuyệt vời đúng không các bạn?
Đó, mình làm lại cách để nhắc lại lệnh này. Đó, cách này. Đó, cắt luôn này. Rất là đẹp. Đó, nhiều bạn bảo ôi em lỡ cắt nó ngắn quá thì làm nào không ạ? Nó ngắn chân như này rồi nhìn nó bị mờ vào chữ này thì làm nào? Yên tâm các bạn, tiếp tục quét chọn lại nó và chọn vị trí cắt nó dài ra thì nó sẽ dài ra được chưa? Chứ không phải là cắt ngắn nó rồi thì nó sẽ không thể dài ra được nữa. Ok, đây là cách sử dụng rất là dễ cho dành cho cái được clip này, dành cho cái bản vẽ AutoCAD. Chắc là các bạn cũng là đã hiểu hết rồi đúng không ạ? Không có gì khó đúng không? Đó. Tuy nhiên là một cái vấn đề tại đây các bạn có thể sử dụng được và loát được clip và thực hiện được thành công rồi. Và clip này mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn hãy tải về và sử dụng nó. Và nếu bạn thực hiện thành công thì hãy tặng mình một like cho video để mình có thêm được cái động lực làm những video tiếp theo. Cũng như là để lại một cái bình luận ở bên dưới là mình đã thực hiện thành công để báo hiệu cho mình biết là các bạn đã không gặp lỗi trong quá trình mình loát clip và làm việc. Đó. Thì tại đây có thể là các bạn đã thực hiện thành công được rồi. Ngoài ra thì mình sẽ nói miên man thêm một chút nữa về một cái mẹo, một thủ thuật thứ hai mà mình dùng trong CAD. Các bạn có thể là theo dõi nếu mà quan tâm. Ở đây một cái thủ thuật thứ hai mình nhắc đến đó là làm sao để tạo ra được cái kết quả là nó cũng ngắn chân đi như này mà không dùng clip được chưa? Bởi vì có một số trường hợp là nhiều bạn không hiểu sao AutoCAD bị lỗi hay virus hay như nào đấy mình cũng không rõ lắm, nhưng mà bạn loát clip nó báo là loát thành công rồi nhưng mà lại không sử dụng được clip. À, đấy, thế mới khoai đúng không ạ? Rất là khoai. Hay là có nhiều bạn lại còn không cả loát được vào cơ, nó báo lỗi ngay từ bước bạn kéo thả hay là gõ lệnh AP loát vào lỗi luôn. Thế thì không sử dụng được clip thì khi đấy thì các bạn lại đang cần gấp cái công việc đang cần in ra đúng không ạ? Thì không biết xử lý như nào, cài lại két thì có thể là mất rất nhiều thời gian hay là tìm cách xử lý thì mất rất nhiều thời gian đúng không ạ? Thế thì mình có cách số 2 là cách dự phòng mà trước đây mình cũng đã từng sử dụng. Mình cũng đã từng làm. Đấy, cho các bạn ở đây ví dụ mình dùng CO copy cái đi ra này. Đấy. Làm sao để vẫn là tạo ra được cái chân lim nó ngắn như này theo ý muốn của các bạn mà nó không bị dài ra như lúc ban đầu đúng không ạ? Thế thì cái thủ thuật thứ hai là như sau, các bạn có lệnh D. D là quản lý về các cái bảng lim đúng không ạ? Là các kiểu lim style. Thế đây có rất nhiều kiểu như vậy thì không biết là chúng ta đang dùng kiểu nào thì các bạn có thể tắt đi. Quét chọn cái lim này có bảng Ctrl 1 để kiểm tra xem lim cái lim mình đang chọn là lim gì. Chính là nó. Bảng Ctrl 1 nhá, tổ hợp phím Ctrl với số 1 thì bàn phím nó sẽ ra được cái bảng này. Và bạn quét chọn cái điểm này thì nó sẽ báo đây là điểm gì ạ? Điểm style này, hữu đạt này gì đó, đúng không ạ? Rồi tắt cái bảng này đi. Thì đây mình đã biết cái điểm này điểm hữu đạt rồi, bạn chọn D này. Ừ, chính là điểm này. Tại đây các bạn chọn vào Modify, được chưa? Thì đây là bảng hiệu chỉnh quản lý điểm. Thì trong cái tab Line này và tab Extension Line, tab Line là quản lý với các cái dạng đường trong cái hệ điểm này. Và extension line này chính là quản lý về đường dạng cái đường gióng lim ấy, cái đường mà nó đang sổ xuống này, cái đường mà chúng ta vừa cắt ấy. Nó chính là đường gióng lim hay chính là extension line. Thì trong này có một cái thông số đó là fix length extension line. Đây cái thông số này là cái fix sẵn, tức là nó fix cố định lại cái chiều dài của cái đường gióng lim đó, và chiều dài bao nhiêu ta nhập vào cái thông số này. Rồi mình sử dụng như sau là bạn tiết kiệm vào đây để sử dụng kích hoạt tính năng là sử dụng cái đường line. Nếu ở đây bạn để là một thì sao ạ? Đấy thì cái chân này nó đang là dài một đơn vị, dài một đơn vị và rất là ngắn như này. Đó thì bạn chọn nó modify, các bạn sẽ phải test 1 đến 2 lần và có thể là nhiều hơn thế. Mà đây mình để là 100 đi. Cũng lắm là 3 lần là bạn sẽ ra kết quả thôi. Nhưng mà nó sẽ khắc phục được trường hợp mà khi bạn không có link, đúng không ạ? Bạn thấy nó dài ra chưa? Nhưng dài như này bạn vẫn thấy ngắn đúng không ạ? Ngắn thì bạn vào modify bạn chỉ như tầm khoảng 2000. 2000 được chưa? Các bạn chỉ chỉnh một lần thôi. Đấy thì nó dài chưa? Đây, các bạn thấy không ạ? Đây là cái độ dài nó fix này, các bạn có thể kéo cái đi ra. Đấy. Chính cái đoạn này là khi mà bạn kéo như này thì nó sẽ bị ngắn lại, tại vì cái chân đường dim nó sẽ giới hạn lại, nhưng mà khi bạn kéo dài hết cỡ ra. Bạn thấy không ạ? Thì nó chỉ dài cố định một đoạn là bao nhiêu, 2000 thôi, nhưng mà thấy 2000 vẫn dài nữa, các bạn thể chỉnh lại một chút nữa đi. Modify chọn là về tầm khoảng 1000 thôi. Đấy, tự động nó ngắn là 1000. Tất cả mọi cái lim tiếp theo các bạn lim ra thì nó chỉ dài 1000 thôi. Đây. Các thấy ạ, cái chân nó là luôn luôn cố định là chiều dài 1000. Và nó bằng nhau luôn. Và nó bằng theo cái khoảng mà các bạn đã mong muốn rồi, bạn nó fix sẵn rồi. Đấy, nó không bị dài hay không bị ngắn nữa. Đây tất cả mọi lim sau đó, hoặc là các bạn đã đim rồi thì tất cả chiều dài nó đã được cắt ngắn ra, co ngắn lại, fix sẵn là 1000.
tùy theo cái thông số của từng cái bản vẽ, bạn sẽ điền thông số khác nhau nhé, chứ không phải là lúc nào nó cũng là 1.000 hay là 2.000 hay là bao nhiêu cả. Có thể nó nhỏ hơn đối với bản vẽ tỷ lệ nhỏ hay là lớn hơn đối với bản vẽ tỷ lệ lớn. Ok không ạ? Thì đây là một cái cách mình đã hay sử dụng. Mình nhắc lại là vào bảng dim này, modify và chọn fix sẵn tính năng đường line ở đây, extension line và fix length extension line được chưa? Thì cách này là cách dự phòng thôi, còn mình cũng không khuyến khích các bạn nên dùng cách này mà nên dùng cách bình thường được chưa? Bỏ cái kiểm này đi và bạn có thể cắt cái chân đi của nó. Ok, đấy là một cái số những cái thủ thuật mà mình đã dùng và áp dụng trong công việc. Hy vọng nó đã giúp ích được cho bạn một phần nào đó và các bạn có thể ứng dụng vào trong công việc của mình nếu thấy nó hữu ích, hiệu quả. Ok, xin chào tất cả các bạn, và nếu bạn thấy hay thì hãy thả mình thả tim, thả like cho mình trong video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.